Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thiện Chí ạ. Dạ, con thưa sư, tuệ thuận thứ và tuệ cắt lòng phàm là sao ạ? Và làm sao, có dấu hiệu nào, biểu hiện nào để mình nhận biết khi tuệ đó phát sanh ạ? Thuận thứ và tuệ chuyển tộc nó sinh khởi nên khi mà một cái vị ấy phải thực hành cái pháp thiền Vipassana, tức là phân biệt ra được sắc pháp, phân biệt ra được danh pháp một cách rốt ráo rõ ràng, phân biệt được cái tính duyên khởi của nó rồi, vị ấy mới thẩm sát cái tam tướng vô thường khổ vô ngã trên cái danh sắc ấy. Rồi vị ấy thấy cái danh sắc ấy nó sinh diệt liên tục, thì lúc ấy nó sinh lên cái tuệ sinh diệt. Do cái tuệ sinh diệt ấy nó sinh nên nó non, rồi dần dần nó già dặn đi. Ở cái giai đoạn mà tuệ non ấy thì nó sẽ sinh ra những cái những cái tùy phiền đạo, hay là gọi là đạo phi đạo ấy. Nhưng mà khi tuệ già dặn mạnh mẽ lên rồi thì vị ấy sẽ sinh ra cái tâm nó kinh cảm, tức là cái tuệ nó kinh úy đối với cái tính sinh diệt trên danh sắc này. Rồi vị ấy mới thấy được cái sự cái thấy được cái sự nầm, thấy được những cái nỗi nầm của nó, hay là vị ấy thấy được cái sự nhàm chán đối với nó, rồi vị ấy sinh ra cái tuệ co rút lại, giảm sạch lại, rồi sau đó nó sinh ra cái tuệ quân bình lại là hành xả, tức là thản nhiên lại, không còn yêu ghét đối với các hành, đối với lại danh sắc nữa. Khi mà cái tuệ đấy nó đã đạt đến cái mức độ sung mãn chín mùi, tuệ giác đã trở nên mạnh mẽ thấu đạt, hay là nhiễu chi tuệ chi rõ ràng được rồi, thì lúc đấy nó sẽ sinh lên cái tuệ siêu thế. Và trước khi sinh lên tuệ siêu thế thì lúc đấy cái tâm nó trở nên, nó khởi lên một cái tuệ, đó là tuệ thuận thứ. Thuận thứ ở đây có nghĩa là cái tâm nó thuận theo, nó thuận theo cái sự thật lúc đấy. Bởi vì trước đến giờ là mình sống ngược với sự thật, mình luôn luôn sống trái ngược với sự thật. Cái vô thường, cái sắc này, cái danh này nó là vô thường sinh diệt như thế này, nhưng mình đâu có thấy được nó vô thường, luôn luôn mình chấp nó là thường, nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Vậy trước đến giờ mình không sống thuận với sự thật mà mình đang sống ngược lại với sự thật, cho nên nó mới sinh ra tham, nó sinh ra ngã mạn, nó mới sinh ra sân hận, nó mới sinh tật đố, nó mới sinh ra các phiền não. Nhưng bây giờ mình thấy nó là sự thật, mình thấy rằng các pháp hữu vi này nó là vô thường, và bây giờ mình chấp nhận cái vô thường đó, tức là một cái tuệ nó khởi nên, nó chấp nhận cái sự thật, nó biết sự thật rồi, và nó chấp nhận sự thật, nó sống với sự thật, nó thể nhập với sự thật ấy, thì cái tuệ ấy được gọi là thuận thứ, thuận với sự thật. Rồi cái tuệ đấy khởi nên thì tức thì cái vị đấy diệt trừ được cái dòng tâm phàm tục. Phàm tục là sống ngược với sự thật, trước đến giờ mình toàn tham ái, toàn chấp trước, mình không không thuận theo sự thật, mình đang sống theo một cái ảo tưởng, sống theo cái tưởng chi, còn bây giờ mình sống theo cái tuệ chi. Thì lúc đấy nó mới một cái tâm phàm tục dừng lại, cái dòng tâm thánh nhân nó mới khởi lên, đó là tuệ chuyển tộc. Tuệ chuyển tộc từ phàm sang thánh, từ cái tâm phàm tục bây giờ bước vào dòng thánh, thì cái tuệ đấy được gọi là tuệ chuyển tộc. Tuệ chuyển tộc đấy, những cái tuệ này nó diễn ra một cách rất là nhanh, có thể mình nhận biết được, cũng có thể mình không nhận biết được. Nhưng mà khi mà một cái người mình quan sát cái tâm phản kháng của mình, có thể quan sát ngược trở lại được. Còn trong cái lúc mình đang thực hành đó thì cái này nó tùy từng người. Có thể người ta chỉ biết rằng mình chấp nhận cái sự thật đấy, rồi cái tâm bắt đầu nó thấy được cái sinh diệt, cái diệt tận của Niết Bàn. Thì bắt đầu vì mình chấp nhận cái sự thật là các pháp này là vô thường, cho nên mình sẽ thấy được cái tính diệt tận của nó, và mới thấy được cái pháp này mình chấp nhận nó rồi thì nó diệt một cái, nó diệt tận, nó không sinh lên nữa, và nó đạt đến cái sự tịch tịnh nặng nề ở đấy. Và ngay cái lúc đấy mình thấy Niết Bàn, thì cái tâm chuyển tộc đó là cái tâm bắt đầu nó thấy được Niết Bàn. Rồi cái tâm đạo bắt đầu nó khởi lên, nó lấy Niết Bàn đấy làm đối tượng, nó cắt đứt những cái phiền não thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, hay là dục tham sân hận đó, rồi bắt đầu nó trú ở trên cái trạng thái Niết Bàn đó, đó nó gọi là tuệ đạo. Khởi lên rồi tuệ quả khởi lên theo sau, tuệ quả sẽ lấy Niết Bàn đó, lấy cái sự tịch tĩnh nặng nề đó, do mình thể nhập với chánh trí, thấy được cái tính vô thường đó, hay khổ hay vô ngã đó, cho nên nó có ba cái cửa đi vào Niết Bàn là vậy. Cái cửa vô tướng vô tác, hay cái cửa vô nguyện là thế. Cái cửa không thấy được cái tính vô ngã, vô thường là mình thấy được cái vô tướng giải thoát.
còn thấy được cái khổ là vô nguyện giải thoát, ba cái con đường đi vào niết bàn. Khi mình thể nhập một trong ba cái đấy thì mình sẽ thấy cái sự tịch tĩnh nặng nề đó, thì lúc đấy nó an trú ở trong đấy. Khi trong niết bàn đấy một hai sát na thôi thì tuệ phản kháng đồng thời nó cũng khởi lên, nó biết rõ à đây là niết bàn, đây là đạo quả, đây là những kiết sử đã được diệt trừ, đây là những kiết sử chưa diệt trừ. Đấy là vì vậy cho nên là vị ấy giải thoát, biết rõ mình đã giải thoát. Nếu vị ấy là nậu tận, vị ấy sẽ biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, là cái tuệ đấy nó khởi lên liên hoàn với nhau. Đấy là cái tuệ đấy là từ cái tuệ hiệp thế nó sang cái tuệ siêu thế, và chứng đắc được các cái đạo quả khi cái vị đó đang thực hành thiền tuệ Vipassana. Nó chỉ thành tựu được với người đang tuệ quán, đang chánh niệm tỉnh giác trên một cái pháp quán vô thường khổ vô ngã, chứ nó không sinh khởi nên với một cái người không thực hành thiền tuệ Vipassana. Vậy thì muốn đạt đến cái tuệ đấy phải hành thiền tuệ, phải hành thiền quán thì mới có được cái tuệ đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thiện Chí ạ. Dạ, con bạch sư, hành giả dù niệm thân hay niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, nếu hành đúng cũng có 16 tuệ phát sanh. Có đúng không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nên là trong Đức Phật dạy là không có thiên vị một cái pháp nào hết. Mình phải biết rõ pháp, biết một cách rốt ráo với tất cả các pháp. Mình phải biết rõ về thân, phải biết rõ về thọ, biết rõ về tâm và biết rõ về pháp. Nếu như mình chỉ niệm thân thôi, mình thấy được cái thân này là vô thường của vô ngã, nó không phải là tang phải của tang phải tự ngã của tha, nhưng mình sẽ còn tham ái với thọ thì sao, mình tham ái với tâm thì sao, mình tham ái với các pháp thì sao. Vậy cho nên là mình phải niệm hết cả thân cả thọ cả tâm cả pháp, thấy rõ được thân thế nào là thân, nào thọ tâm pháp, thấy một cách rốt ráo, tức là mình thấy được cái tính duyên khởi của nó, thấy được cái tính sinh diệt của nó, thấy được tính vô thường của vô ngã được nó, thì mình mới ni tham với thân, ni tham với thọ, ni tham với tâm và ni tham với các pháp, thì mới đi đến rốt ráo giải thoát, đi đến rốt ráo đoạn trừ tham ái được. Thì mình có tham ái với thân thì mình niệm thân, có tham ái với thọ thì niệm thọ, có tham ái với tâm thì niệm tâm, có tham ái với pháp thì niệm pháp. Nhưng cái tham ái thì nó sẽ có, người ta sẽ tham ái cả thân cả thọ cả tâm cả pháp, cho nên cần phải thực hành tuệ quán cả thân thọ tâm pháp. Lúc đầu thực hành thì thực hành từng cái một, nhưng khi nó đã thuần thục rồi thì có thể quán bốn pháp cùng với nhau được. Cho nên là sẽ thực hành sẽ tuệ quán thấy rốt ráo cả bốn cái đó, thân thọ tâm pháp đúng đều phải thực hành, chứ không phải chỉ thực hành một cái mà phải thực hành tất cả mọi cái. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thiện Từ ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, tâm tật đố là gì ạ? Con nghe Pháp cũng được biết là vị thánh nhập lưu không còn tâm tật đố và bủn xỉn. Vậy nó không còn trong tâm vị đó luôn hay là vẫn đôi lúc thoáng lên trong tâm, nhưng nhờ minh sát vị ấy không bị cuốn theo tâm đó dẫn dắt và làm điều xấu ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tâm tật đố ở đây là cái tâm ghen tị, cái tâm ghen tị khi mà thấy một cái người khác mà người ta hơn mình, hay là người khác có một cái sự thành công về cái gì đó thì mình có cái tâm tật đố, tức là mình ghen hay ghen tị, thì cái đấy nó cũng thuộc về cái nhóm tâm sân, gọi là sân tật đố, sân tật nận hối. Thì một cái vị mà chứng được sơ quả, đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến là vị ấy thấy ra được cái không còn chấp cái thân này là tôi của tôi, tự ngã của tôi, không còn chấp vào các cái điều mà chấp trước vào những cái phong tục tục lệ ở thế gian, là gọi là không chấp giới cấm thủ, và không còn hoài nghi. Chứ trong những cái nậu hoặc đấy không có nói là đoạn trừ được cái tâm tật độ trong cái kiết sử phiền não ấy. Nhưng mà cũng có một số chú giải chi tiết thì nói rằng vị ấy khi đã chứng đến những cái đạo quả ấy, vị ấy không còn ghen tị, không còn ghen tị, tức là vị ấy không còn ghen tị khi thấy một cái người khác tu tập tốt hơn mình chẳng hạn, thì vị ấy luôn luôn hoan hỷ đối với lại những cái người khác có cái sự tu tập, không còn bỏn sẻn với pháp, không còn san tham với pháp. Chứ còn đôi khi những cái tâm đấy nó thuộc về tâm sân mà. Sân tật nận hối thì nó là những cái tâm sân hận đấy, thì nó vẫn có thể khởi lên. Nhưng mà ý muốn nói là một cái vị dự niu thì không còn cái ghen tị, không còn cái sự tật đố, tức là không còn cái sự bỏn xẻn, keo kiệt,
một cái pháp gì đó. Nhưng mà thật sự thì một vị dự niêu chỉ đoạn trừ được ba kiết sử thôi: thân kiến, hoài nghi và giới câm thục. Sự là như thế. Còn cái tật đố kia là nó là thuộc về tâm sân. Khi nào một vị đấy chứng đến quả bất lai thì cái đấy nó mới đoạn trừ hoàn toàn. Là sơ quả, nhị quả thì vẫn còn tâm sân, cho nên nó vẫn còn tức giận, vẫn còn ghen tị, vẫn còn bỏ rẻ, vẫn còn hối hận. Thì vị bất lai mới đoạn trừ hết cái tâm sân thì nó mới hết sân tật nợ hối này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Huỳnh Thị Thanh ạ. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, những người tái sanh vào địa ngục, họ bị Diêm Vương ở địa ngục hành hạ đau khổ như vậy thì Diêm Vương có tội không ạ? Vì cho một chúng sanh ở địa ngục uống nước đồng sôi hoặc ăn cục sắt nóng cũng là hành động làm chúng sanh đau khổ. Kính mong sư giải thích cho con hiểu ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Này nó cũng giống như một cái người đao phủ ở thế gian ấy. Thế gian này có những cái người, người ta phải làm cái hình phạt, như người ta đưa những cái tội nhân ra ngoài, người ta tra tấn, người ta hành hạ, đôi khi người ta đánh đập, đôi khi người ta chém đầu, đôi khi người ta rút súng, người ta bắn cái tội nhân đó. Nhưng có những cái người, người ta làm việc đấy, người ta không có tội, nhưng có người làm việc đấy có tội. Có những người, người ta làm đao phủ suốt đời. Có những người, người ta làm cái hành cái nghề đao phủ, có, nhưng mà do người ta chỉ làm với cái nhiệm vụ, với cái tâm sai bảo của người khác, chứ người ta không có cái ác ý, không khởi lên cái ác ý. Người ta chỉ có cái lệnh ở vua sai làm việc này thì người ta làm theo cái mệnh lệnh đó, thì cái người đấy cái ác nghiệp nó rất là nhẹ hoặc là nó không đáng kể. Nhưng mà nếu như cái người nào làm với một cái tâm hăng hái thích thú, thế khởi lên cái ác ý trong khi làm, thì cái người đấy vẫn có tội và cái chết vẫn đọa địa ngục. Thì cõi người cũng thế, hay là có những cái người là người ta làm ở cái cõi người mình vậy, mình giết mổ các cái loài thúc sinh khác thì cũng thế thôi. Khi mà mình giết mổ thì mình vẫn có tội, thì các cái vị Diêm Vương hay là các cái vị quỷ sứ hành hạ những tội nhân ở trong địa ngục cũng thế. Như một cái vị Diêm Vương đôi khi người ta phải làm theo cái phận sự của mình, vì ấy cai quản ở dưới địa ngục, thì vậy ấy vẫn phải sai người hành hạ nó, hay đem ném nó vào trong cái nồi nước đồng sôi, hay đem cắt cổ nó, hay đem moi ruột nó, hay cho nó uống nước đồng sôi ăn hòn hạt nóng. Thì làm với cái phận sự của mình ấy, thì vị ấy cái tội nó nhẹ. Còn có những người, người ta hăng hái thích thú làm cái việc đó thì người ta tạo ra tội, và khi chết vẫn chính cái vị đấy lại phải đọa vào địa ngục đấy hoặc những địa ngục nặng hơn. Vậy cho nên là có những cái vị quỷ sứ Diêm Vương ở địa ngục khi chết thì vẫn đọa trở điện vào địa ngục trở nặng, hoặc là đọa vào các đọa xứ. Nhưng cũng có vị vị ấy nhận thức ra được những cái việc đấy là tội lỗi, thì vị ấy chỉ làm với cái tâm do cái sự phận sự nhắc bảo, thì đến lúc và vị ấy vẫn hướng tâm đến những việc thiện, thì khi chết vị ấy có thể vẫn sinh được về cõi này. Cho nên là không phải là tất cả các vị Diêm Vương đều chết đều đọa vào địa ngục, nhưng mà cũng có những vị khi chết vẫn đọa vào địa ngục trở nặng. Vậy thì có những người có tội mà có người không, tội nặng hay tội nhẹ còn tùy cái tâm của vị đấy khởi nên cái ác ý lớn hay nhỏ mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Quảng Nguyên ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi hành thiền con nên để tâm ở nơi bước chân của mình hay là nơi hơi thở? Vì khi con hành thiền, con cảm nhận được bước chân con đi rõ hơn là hơi thở. Bạch sư, xin sư chỉ dạy cho con ạ. Nếu mà mình đang thực hành một pháp thiền gì thì đi đứng nằm ngồi mình có thể thực hành pháp thiền đó. Cái lúc đi đứng nằm ngồi mà thì là đi thảnh thơi, dạo chơi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mình có thể quan sát được hơi thở thì mình quan sát hơi thở một chút. Nếu lúc đấy cảm thấy quan sát hơi thở mà nó căng thẳng, nó mệt thì mình không quan sát hơi thở nữa, thì mình quan sát những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình cũng được. Hoặc khi mình thực hành đến pháp thiền tâm từ, đi đứng nằm ngồi mình giải tâm từ vẫn giải được. Khi mình thực hành thiền 32 thể trược, đi đứng nằm ngồi quán 32 thể trược. Khi mình thực hành thiền phân biệt danh sắc, quán vô thường của vô ngã trên danh sắc, thì đi đứng nằm ngồi mình sẽ quán tính vô thường sinh diệt trên danh sắc đó. Thì còn tùy theo cái mức độ mình đang hành ở cái pháp thiền gì, thì đi đứng nằm ngồi mình đều thực hành cái pháp thiền đấy, thì cái pháp đấy nó sẽ mạnh lên và mình sẽ đạt được cái chánh niệm cao.
Còn nếu như mình chưa đạt được pháp thiền gì thì lúc đấy tùy tùy niệm một cái pháp gì đó, đi đứng nằm ngồi, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm tín, niệm thiên, niệm sự chết hoặc niệm oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều được hết. Mình biết pháp gì thì mình hãy thực hành pháp đấy trong lúc đi đứng nằm ngồi đó, vì các pháp sẽ hỗ trợ cho nhau để làm cho đến lúc mình ngồi thiền, định tâm sẽ thâm sâu hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quảng Nguyên ạ. Dạ, con bạch sư, khi ngồi thiền, niệm hơi thở ra vào chạm ở mũi con hay bị vướng mắc khi theo dõi hơi thở vào ra dài ngắn một hồi là tự nhiên điều khiển hơi thở, không để tự nhiên được làm ngực cảm thấy ngộp. Tuy con biết là nên như một người canh cửa chỉ theo hơi thở tự nhiên ra vào, không can thiệp hơi thở ra vào, nhưng mồ hôi lại vướng mắc điều khiển hơi thở, xin sư chỉ dạy cho con ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Vậy là mình vẫn chưa hiểu được cái cách thực hành một cách tự nhiên. Muốn thực hành một cách tự nhiên thì mình phải không quá là chú trọng như vậy, không không quá chăm chú. Cái sự thực hành đấy nó có cái sự thản nhiên hơn, nó có cái sự nơ nà hơn. Mình coi cái hơi thở vào ra là rất là dễ chứ không khó. Nhưng mình cứ nghĩ rằng là hơi thở vào ra khó nhận biết lắm, cho nên là mình cần phải cố gắng căng thẳng, chăm chú cho rõ. Thì mình càng cố gắng để thấy cho rõ như vậy thì cái sự ức chế nó tăng lên, rồi mình sinh ra cái tâm điều khiển hơi thở mất tự nhiên như vậy thì tâm lại tán loạn chứ không đắc định được. Vậy thì phải thay đổi cái cách đó, hơi hơi biết hơi thở thôi, nơ mơ đi, mơ thấy cái hơi thở nó mơ mơ đi một tí, nơ mơ đi một tí chứ đừng rõ ràng quá, đừng có cố gắng thấy rõ quá. Thì biết hơi thở vào ra, đừng suy luận, đừng phán xét, đừng phân tích gì về hơi thở, và cũng đừng quá là chú trọng là ta phải thấy hơi thở thế này thế kia. Suy luận phân tích như vậy thì nó sinh ra cái bất an, rồi nó mới sinh ra điều khiển. Còn nếu mình thản nhiên, mình chỉ biết là nhận biết hơi thở vào ra rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng, không khó khăn, cho nên mình ngồi thiền mình giống như ngồi chơi vậy, không có cái gì nạp là mệt mỏi khó khăn ấy, thì cái tâm nó mới tự nhiên. Nó tự nhiên như vậy thì để hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra, chỉ cần biết như thế thôi chứ không cần suy luận gì nữa, thì dần dần mình sẽ hiểu ra cái cách thực hành tự nhiên. Thì có thực hành tự nhiên đấy mới đi đến định được, còn còn mình còn chăm chú quá, còn chủ động quá thì không đắc định được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thiền Sinh ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, con mới hành thiền, nhận thấy khó tập trung vào hơi thở và con muốn hành thiền niệm ơn Đức Phật ạ. Ban đầu con hành, con thấy hơi khó khăn trong việc thuộc ý nghĩ của câu niệm, nhưng mà con cũng tập trung với hành thiền lâu hơn so với thiền niệm hơi thở. Điều này có bình thường không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Lâu hơn, chú trên niệm ơn Đức Phật lâu hơn Dạ vâng ạ. thì cũng được hết. Trong cái pháp đấy, thực hành cái pháp nào mình cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy phù hợp, cảm thấy tâm của mình nó có thể thích thú với cái phương pháp đấy, thì mình hãy dành nhiều thời gian cho cái pháp môn đó. Thực hành một thời gian dài, cái tâm của mình nó nhu nhuyễn, nó định tĩnh lại, rồi lúc đấy khi mình chuyển sang hành cái pháp khác nó sẽ rất là dễ dàng. Ví dụ như mình niệm ơn Đức Phật mà tốt rồi thì khi mình quay đến hơi thành hơi thở mình cũng sẽ thấy rất là tốt. Hay là khi mà thực hành thiền hơi thở mà tốt thì mình chuyển sang niệm ơn Đức Phật thì cái niệm đấy nó rất là tốt. Thế nên là các cái pháp tu sẽ luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Mình thấy phù hợp pháp nào thì cứ chuyên sâu, dành nhiều thời gian thực hành pháp đấy vẫn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc anh câu hỏi từ hành giả cư sĩ áo trắng ạ. Dạ, con xin đỉnh đỉnh lễ sư, bạch sư, xin sư từ bi chỉ dạy cho con một số vấn đề. Dạ, thỉnh thoảng khi bắt đầu vào ngồi thiền, tâm con bị tạp niệm, con biết nhưng không thoát ra được ngay, vì tâm cứ cố tình bám vào suy nghĩ tạp niệm đó và có vẻ thích thú với sự tạp niệm này. Con phải làm sao để sớm thoát ra khỏi trạng thái này, thưa sư? Khi mình mới ngồi, lúc ấy cái chánh niệm nó còn yếu thì cái tạp niệm nó sẽ mạnh, thì lúc đấy mình không cần vội phải đoạn hết cái tạp niệm đấy ngay. Thì khi mới ngồi và mình cũng vẫn dùng cái pháp đó là tác ý để gột rửa những cái suy tư. Mình tác ý để gột rửa cái tham. Mình biết rằng tham dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Cho nên mình cần phải đoạn trừ nó, mình gột rửa cái sân. Biết rằng sân hận sẽ
là nguyên nhân khiến ra nhiều cái đau khổ hiện tại và bất lợi cho mình ở tương lai. Đoạn trừ nó, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ hoài nghi, mình phát khởi lên cái tinh tấn, hoặc là mình tưởng nhớ đến ân Đức Phật, Pháp Tăng gì đó để hoan hỷ lên. Rồi sau đó khi mình ngồi thiền thì lúc đầu chánh niệm nó yếu, vọng tưởng, suy tư về đời sống nó vẫn sinh lên. Rồi mình cứ mặc kệ nó và cứ tiếp tục quan sát hơi thở cùng với cái vọng tưởng đó. Vọng tưởng nó cứ khởi lên, mình không đi theo nó, mình không thích thú với nó là được. Còn mình cứ biết, cứ chánh niệm trên hơi thở, bám lấy hơi thở, duy trì tâm ở hơi thở. Rồi dần dần cái chánh niệm nó sẽ tăng lên. Trong cái quá trình thực hành đấy, thì qua 1 tiếng, trên dưới 1 tiếng, thì cái chánh niệm nó bắt đầu nó mới sung mãn dần dần lên. Nó sinh ra hỷ lạc, khi nhan, an lạc, định tĩnh trên cái hơi thở rồi. Thì lúc đấy cái vọng tưởng nó mới yếu dần đi. Từ cái chánh niệm nó mạnh lên, vọng tưởng nó mới yếu đi. Yếu đi một cách dần dần. Chứ mình không được bắt đòi hỏi là ngồi vào một cái là phải tốt ngay, ngồi vào một cái là phải có định ngay. Định nó sinh lên, nó sinh khởi lên một cách dần dần, chứ nó không sinh khởi lên ngay tức thì, ngay lập tức được. Vậy cái lúc đầu chánh niệm còn yếu, vọng tưởng sẽ mạnh, và cứ thực hành như thế, khi chánh niệm mạnh rồi thì vọng tưởng sẽ yếu đi. Vậy mình muốn chánh niệm mạnh, mình cứ cần phải giữ cái tâm đấy đều đặn liên tục, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng sau thì chánh niệm nó mới mạnh lên. Thì lúc đấy nó mới đàn áp được vọng tưởng. Còn lúc đầu mình chánh niệm còn yếu thì vọng tưởng nó đàn áp. Nên là mình cứ thực hành thiền cùng với cái vọng tưởng đấy không sao hết. Rồi cái chánh niệm của mình nó sẽ tăng lên, rồi nó sẽ xua đuổi cái vọng tưởng đi. Chứ mình đừng đòi hỏi là ngồi một cái phải có đắc định ngay, hết vọng tưởng ngay. Đòi hỏi như thế là thì nó càng thêm bấn loạn tâm, nó càng thêm bất an, nó khi nó căng thẳng, ức chế tâm. Còn nếu như là mình cứ thản nhiên với cái vọng tưởng đấy và cứ nhận biết hơi thở đi, thì dần dần cái chánh niệm đấy nó lại tốt lên. Nên là đừng có lo cái vọng tưởng đó, mà mình cứ lo phát triển chánh niệm là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả cư sĩ áo trắng ạ. Dạ, con xin sư giảng chi tiết về phần quán thân, phần oai nghi trong bài đại niệm trong bài kinh Đại Niệm Xứ. Tỳ kheo đi biết rằng tôi đi, hay đứng biết rằng tôi đứng, hay ngồi biết rằng tôi ngồi. Từ biết ở đây là biết về các cử động, các trạng thái của thân vật lý, hay biết cái gì ạ, thưa sư? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cái biết này nó biết từ cái pháp tục đế cho đến cái pháp chân đế. Khi mà mình chưa thấy được các pháp chân đế thì mình phải biết cái thân vật lý tục đế này, mình biết từng cái bước đi của mình biết từng cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi trên cái thân thể vật lý, trên cái thân tục đế này. Thì đấy cũng là cái gọi là niệm oai nghi. Vì niệm oai nghi thì các cái oai nghi nó mới thuần thục. Bởi vì một cái người mới bắt đầu xuất gia thì cần phải thay đổi các cái oai nghi, thay đổi các cái hình tướng. Mình đi như thế nào là nó đúng oai nghi, như thế nào là nó phạm oai nghi. Bởi vì lúc đấy vị ấy được học những cái ưng học pháp. Vị ấy biết là khi đi, vị ấy rung đùi, rung chân, rung thân. Vị ấy đi nhanh, vị ấy đi thô tháo, vị ấy đi một cách nhún nhảy, năng xăng, nốc xốc. Thì vị ấy phải biết ngay, mình thế này là không đúng, không phù hợp. Cái oai nghi này không phù hợp với cái người tu sĩ, với vị sa môn. Đây không phải là oai nghi của sa môn. Sa môn ngồi không có rung đùi, không có rung chân, không có rung thân, không có nhún nhảy, không có chạy nhảy, không có năng xăng. Thì vị ấy phải niệm oai nghi như vậy thì vị ấy mới thuần thục các cái oai nghi. Vị ấy mới vào tập sự xuất gia, vị ấy niệm các cái oai nghi như thế. Khi đi cũng như khi đứng thì đứng làm sao mà nó trang nghiêm tề chỉnh, khi nằm làm sao nó trang nghiêm tề chỉnh, khi ngồi làm sao nó trang nghiêm tề chỉnh. Khi duỗi con cúi ngước, khi ăn, khi ngủ làm sao nó trang nghiêm tề chỉnh. Vì ấy phải có oai nghi trong mọi cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nhờ niệm oai nghi thì cái oai nghi nó mới thuần thục nhanh chóng. Mà nhờ niệm oai nghi ấy nó cũng có chánh niệm, chánh niệm trên cái oai nghi. Như một cái người giữ giới thì khi đi đứng nằm ngồi, vị ấy luôn luôn biết là mình có phạm giới hay không phạm giới. Vậy thì cái oai nghi nó cũng là một cái giới luật của cái người tu tập ở cái bước sơ cơ ban đầu. Thì vị ấy cũng là một cái pháp môn tu. Thì vị ấy tu tập như vậy khiến cho cái tâm nó chánh niệm trên các cái oai nghi, nó cũng giống như là một cái người chánh niệm trên những cái pháp hành giữ giới của mình. Đấy là cái bước sơ cơ sơ khởi ở những cái bước ban đầu, bởi một cái pháp môn thực hành dễ dàng nhất, đơn giản nhất, sơ khởi nhất, từ thấp nhất, rồi sau đó vị đấy tu tập đến những cái pháp cao hơn.
khi tâm đã thuần thục bởi các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi duỗi qua cuối ngước tỉnh giác chánh niệm đấy rồi, thì vị ấy mới đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, đi đến một cái đống rơm, đi đến cánh rừng, vị ấy chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở. Hơi thở vào vị ấy biết hơi thở vào, hơi thở ra vị ấy biết hơi thở ra, hơi thở vào nhanh vị ấy biết hơi thở vào nhanh, ra nhanh vị ấy biết hơi thở ra nhanh. Cảm giác toàn thân hơi thở vào hơi thở ra vị ấy tập, thì đến cái mức độ này là đã thực tập ở một cái bước cao hơn rồi. Vậy khi mà niệm về hơi thở thì nó sẽ, cái hơi thở nó vi tế hơn là các cái oai nghi, khó hơn là các cái oai nghi. Khi thực hành đến thiền hơi thở là đã thực hành một cái pháp cao hơn, khó hơn trên cái niệm về cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Khi mà đã niệm được thế rồi vị ấy, nên sau này vị ấy phân tích ra được danh và sắc. Khi đi đứng nằm ngồi vị ấy biết rằng cái thân này nó có cái sắc, thân biểu chi, nó có cái sắc đang đi và có những cái sắc bị mang đi ở trên đó. Thì cái trên cái thân này nó có sinh ra những cái tâm, nó đang nhận biết cái sắc đấy, nó có thọ, có tưởng, có hành, có thức ở trong đó. Vậy thì sau này lúc đầu tiên vị ấy nhận biết cái oai nghi trên cái thân tục đế, nhưng sau này tu tập ở mức độ cao hơn, đi đứng nằm ngồi, vị ấy nhận biết được cái thân năm uẩn trên cái pháp chân đế, rồi vị ấy thấy được cái tính sinh diệt trên cái năm uẩn đó, thấy được tính vô thường của vô ngã trên cái năm uẩn ấy. Thì tùy theo cái trình độ của vị đấy đang thực hành ở cái mức độ nào, thì đi đứng nằm ngồi vị ấy chánh niệm các cái oai nghi trên cái pháp thiền mà vị đó đang thực hành. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Diệu Hòa ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, xin sư từ bi chỉ dạy cho con, trong Tam Tạng Kinh Điển có những nghề nghiệp gì mà Đức Phật khuyên người cư sĩ tại gia không có nên làm ạ? Nghề nghiệp gì mà cư sĩ tại gia không nên làm? Thì những cái nghề nào mà, những cái nghề mà nó có lợi ở trước mắt mà nó có hại ở tương lai thì mình không nên làm. Nghề nào mà nó làm cho mình không giữ giới được, những cái nghề đó nó gọi là những cái nghề gọi là tà mạng ấy. Những cái nghề nào mà nó gọi, tất cả những cái nghề gì mà liên quan đến tà mạng thì Đức Phật chỉ nói là những cái nghề đấy là những cái nghề hạ nhiệt. Ví dụ như là cái người ta săn bắt, hay là cái nghề sát sinh thì đấy là cái nghề không nên làm. Hay là có những cái nghề được gọi là rất là Đức Phật hoặc là các bậc trưởng lão thánh nhân chê bai, coi nó là những cái nghề hạ nhiệt, như là cái nghề xem bói ngày giờ tốt xấu, nghề đưa tin, cái nghề xem họa phúc cát hung, cái nghề xem thiên văn địa lý, vậy là ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, nhìn lên trời mà kiếm ăn, nhìn xuống đất thì mà kiếm ăn. Đấy là những cái nghề xem tướng tốt xấu, xem ngày giờ tốt xấu, cúng bái cầu an, cầu siêu, cầu đảo. Cái nghề gọi là chú thuật, để hay là những cái nghề hề siếc mua vui cho đời, hát hò ca nhạc, những cái nghề đem lại cái tâm phóng dật năng xăng, tăng trưởng cái tâm tham ái tham dục của đời, có những cái nghề đấy thì được gọi là những nghề hạ liệt, bị các bậc thánh nhân mà chỉ trích phê phán, thì mình hiểu ra rằng những cái nghề đấy là cái nghề không nên làm. Thì những cái nghề đấy là những cái bậc thánh, những bậc có trí phê phán chỉ trích coi là những nghề xấu, những nghề hạ nhiệt, những nghề tạo những cái nghiệp bất thiện khổ đau, tương lai sẽ đi vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Cho nên là chỉ có là những cái nghề đó thì trong kinh nhiều hay Đức Phật hay là các bậc thánh nhân hay chỉ trích, thì cái nghề đấy mình hiểu ra là những nghề không nên làm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Hòa. Dạ, khi con cần tìm đọc những điều học này, vậy con nên tìm đọc ở trong quyển kinh điển nào và phần nào trong Tam Tạng Kinh Điển ạ? Con xin kính mong sư từ bi chỉ dạy cho chúng con và đại chúng được biết ạ. Cứ chịu khó mà đọc ở trong Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh, đọc hết ở trong các cái bộ kinh đấy. Sẽ có rất là nhiều những cái bài mà Đức Phật nói cho các cái hàng, nói về những cái nghề của các cái hàng Phật tử tại gia, thì chịu khó đọc hết Tạng Kinh thì sẽ tìm thấy những cái bài đó. Giờ Tạng Kinh rất là dễ dàng có thể đọc được, đọc này nó tăng trưởng cái tri kiến của mình lên. Còn cái nghề là thì một cái người mình học giới luật hay học pháp của Phật, mình sẽ tự biết được cái nghề nào nó tạo ra bất thiện nghiệp và cái nghề nào tạo ra thiện nghiệp, dù mình không cần tìm đọc mà có trí tuệ tự suy luận ra được. Cái nghề nghiệp là cái
đấy đâu có khó gì. Đang làm cái nghề gì, tự mình nhìn nhận cái nghề của mình đấy là thiện hay bất thiện, nên làm hay không nên làm, tạo ra thiện nghiệp, tạo ra phước, cái nghề này nó tạo ra phước hay nó tạo ra tội, thì tự mình biết như vậy là được rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Chánh Lưu ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một người bạn cư sĩ nói rằng đã giác ngộ, đắc được chân tâm, hiện giờ lên mạng giúp đỡ mọi người. Bạn ấy nói rằng tu hành sao cho lứt tưởng là chân tâm hiện bày, tánh không lỗng lặng bao trùm, không người, không ta, vô ngã, thường hằng tịch tĩnh. Trong cái kết, biết tất cả là ta là tất cả, thấy không thật có người, không có ai cả, thấy không nhân, không quả. Khi chấm dứt tưởng thì chánh tư duy và tư duy đều là tà kiến, chỉ còn chánh kiến tuyệt đối. Pháp hành trực tiếp không có tư duy, không người tư duy, cái biết luôn có mặt trực tiếp nơi pháp hiện bày hiển nhiên. Con mới hỏi là tại sao không còn nhân quả, chánh tư duy lại là tà kiến? Chẳng phải bạn dùng chánh kiến để có chánh tư duy mới viết ra được những dòng chữ này lạy mọi người mà? Bạn ấy bảo cứ giác ngộ đi rồi mới biết được, chứ không thể giải thích được. Con cảm thấy sự dạy này có làm cho người học Phật hoang mang không ạ? Khi nói ra mà không khai thông được, kính bạch sư chỉ dạy giúp con xin kính Thì chiên thưa. ngay từ thời Đức Phật vậy, rất có những cái người, người ta có những cái ảo tưởng, người ta có những cái ngã mạn, có những cái tăng thượng mạn, thì đấy không có ngộ mà bị đấy này tưởng mình đã ngộ, thì ấy không có thấy, không có biết mà lại tự cho mình đã thấy đã biết rồi, vì đó nói ngược lại cái chân lý, nói ngược lại những cái sự thật. Nhưng mà thì ở đời nó vẫn có những cái người, người ta bị điên loạn, bị ảo tưởng như thế. Thì với một cái người học Phật mà mình có một cái kiến thức vững vàng rồi, thì ai nói đúng mình biết ngay, ai nói sai mình biết ngay. Thì những cái người mình không chịu học pháp ấy, mình không thân cận những bậc hiền trí thanh, những cái bậc chân nhân để mình học pháp, để mình nghe pháp, mình hiểu pháp ấy, thì khi ai nói cái gì mình sẽ bị dao động với cái đó. Nhưng còn những người mà có học pháp, nghe pháp, hiểu pháp, thì ai nói đúng là mình sẽ biết ngay, ai nói sai là mình biết ngay. Những cái lời nói ngông cuồng, ngạo mạn, ảo tưởng, giả dối, hư vọng đó, thì thời nào, ở đâu, môi trường nào cũng sẽ có. Nhưng mà cái người có trí thì biết ngay, nhận ra ngay. Còn cái người ngu không nhận ra được, tin theo thì mình sẽ bị dẫn đi theo cái con đường tà đó, thì mình sẽ đọa vào những cái cõi khổ đau. Mình chấp nhận những cái tà kiến đấy thì chắc chắn mình phải đọa vào địa ngục. Những người nói ra những cái lời hư vọng đấy thì người ta cũng đang tạo ra những cái nhân bất chánh, và người ta sẽ đi vào đọa xứ. Ai mà chấp nhận tư tưởng đấy, quan điểm đấy, tà kiến đấy thì sẽ đi vào đọa xứ cùng. Thế thôi, còn tự mình biết những cái lời nói đấy không có trong giáo pháp, không có trong kinh điển, không phải là lời của Phật, không phải là pháp của Phật, không có cái sự giác ngộ vớ vẩn như vậy. Nên là mình tự mình sẽ suy luận, mình nhận ra, mình sẽ bỏ ngoài tai những cái lời nói hư ảo đấy, không nên bàn luận phân tích về những cái tư tưởng đấy làm cái gì. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ một hành giả xin ẩn tên ạ. Dạ, con thưa sư, thực ra con trước đây không tin rằng trên đời có Đức Phật thật. Sau đó con có nghe giáo pháp và bắt đầu cảm thấy giáo pháp có đem lại được sự lợi ích. Con cảm thấy hối hận khi trước đây không tin vào Đức Phật, dẫn đến nhiều suy nghĩ tà kiến. Con thành tâm sám hối và mong muốn nghe theo lời dạy của Đức Phật. Thưa sư, cho con hỏi quả báo của con có nặng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thì khi mà một cái người mê thì mình sẽ hiểu theo cái nỗi mê, mình sẽ có những cái tà kiến, nhưng mà từ cái mê đó nó chuyển thành cái ngộ, thì từ cái bóng tối sẽ chuyển thành ánh sáng. Thì cái có ánh sáng rồi thì bóng tối sẽ tan đi. Thì chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Một cái người mà chưa thấy các sự thật thì người ta sẽ hiểu lầm như một cái người đi lạc đường ấy. Nhưng mà sau khi đó mình nhận ra được cái con đường này là cái con đường sai lầm, rồi mình trở về, mình quay trở lại, mình đi cái con đường chân chánh. Thì lúc đấy mình bước trên đường chánh rồi, thì mình sẽ đi theo con đường chánh, mà cái con đường tà đấy mình đã bỏ lại nó đằng sau, bỏ lại nó đằng sau rồi, cho nên không còn đáng sợ nữa. Lúc mình mê mình tạo ra cái ác nghiệp cơ, từ cái mê đấy mà phỉ báng Phật pháp, từ cái mê đấy mà mình tạo ra những cái tội lỗi, thì sau này mình vẫn có quả báo của những cái tội lỗi đó.
Nhưng vì mình đã hiểu ra rồi cho nên cái quả báo đó nó rất là nhẹ, nó không đáng kể. Còn nếu một cái người không hiểu ra vẫn còn chấp mê chấp tà và làm những cái ác nghiệp đấy thì mới đáng sợ. Còn thức tỉnh giác ngộ ra, mình sám hối nỗi lầm đó thì mình tiếp tục nỗ lực đi con đường chân chánh thì cái điều đó là quý báu, và cứ yên tâm và cứ đi, cũng đừng có sợ những cái tội lỗi mình đã tạo ra. Chẳng ai là không có tội cả. Nhưng mà trên cái con đường tu tập rồi dần dần khi nào đoạn trừ được phiền não, chứng đắc các đạo quả thì những cái tội nó mới hết. Còn khi nào chưa chứng đắc đạo quả thì cái tội nó vẫn đi theo, phước nó cũng đi theo. Cái nào mạnh hơn thì nó chỗ trước, cái nào yếu thì nó chỗ sau mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả xin ẩn danh ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi chùa Phúc Minh có nhận người nữ xuất gia không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Người nào đến xuất gia thì cũng còn phải xem xét, đến thì còn phải tập sự một thời gian để xem ai mà có nguyện vọng, có mong cầu được xuất gia, rồi cái vị đó ấy, có phù hợp hay không thì cứ 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 đến tu tập hành thiền mới là quan trọng. Còn cái việc xuất gia thì tùy duyên, có thể đủ duyên thì xuất gia, mà không đủ duyên thì cứ hành thiền đi rồi cái việc xuất gia sẽ tính sau. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hoàng Tuấn ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, trong giao tiếp, sinh hoạt cuộc sống đôi khi mình muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện nào đó cho vui, bớt căng thẳng. Nhưng trong khi kể, lo không nhớ hết các tình tiết, từ ngữ một cách chính xác nên mình thuật lại theo văn nói của mình. Vậy con có phạm tới nói dối không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi nào mình cố tình nói dối thì nó mới phạm nói dối. Còn mình nói sai cái ngôn ngữ đi nhưng mà cái nội dung, cái ý nghĩa nó vẫn đúng thì vẫn không phạm nói dối. Nhưng một cái người mình nói lại một cái câu chuyện thì không bao giờ nó chuẩn chỉ từng cái lời văn, từng câu văn được. Mình chỉ có cầm sách nên mình đọc thì nó mới chuẩn chỉ được. Còn nếu mình đã nói lại là mình dùng cái ngôn ngữ hiện tại, ngôn ngữ riêng của mình rồi thì nó sẽ có thêm, có bớt, nó sẽ có đúng, có thể nó sẽ có cái sự di chuyển đi một tí, nhưng cái ý nghĩa, cái nội dung cốt yếu của cái câu chuyện đó nó không bị đi ngược lại thì được. Thì khi mình cố tình xuyên tạc thêm bớt thêu dệt đi theo ý của mình thì lúc đấy mình mới phạm nói dối. Còn mình đang kể chuyện với cái tâm là mình muốn đem lại cái lợi ích cho người thì không phạm nói dối. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một thiền sinh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con rất sợ chuột, thì con không biết con có thể giải tâm từ đến loài chuột được không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Có giải được, nếu mình sợ một người nào đó thì giải tâm từ đến người đấy, một thời gian mình hết sợ. Nếu mình sợ một con gì đó thì giải tâm từ đến con đấy thì sau này mình hết sợ. Mình sợ chuột thì giải tâm từ cho chuột, nó hết sợ. Sợ rắn thì giải tâm từ cho rắn, sợ cọp, sợ chó, sợ con gì nó hay hung dữ nó tấn công mình thì giải tâm từ đến cái con đấy. Nếu mà cái tâm từ của mình mạnh mẽ, sinh khởi liên tục và mình chú tâm trên tâm từ một thời gian dài, trở nên thuần thục vững vàng rồi thì mình sẽ hết sợ. Nên là hãy giải tâm từ đều đặn thường xuyên hàng ngày. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư trả lời, giải đáp thắc mắc giúp con một số câu hỏi ạ. Dạ, con thưa sư, kinh Bát Nhã có từ bao giờ? Phật Thích Ca có thuyết kinh Bát Nhã không? Hay kinh Bát Nhã có sau khi Phật nhập Niết Bàn? Kính xin sư giảng giải ạ. Bát Nhã ý là muốn nói là kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà các cái chùa Bắc truyền hay tụng đọc. Thì trong hệ thống kinh điển thì có kinh Nikaya Nguyên Thủy và kinh Phát Triển. Cái kinh Nguyên Thủy thì chỉ có 5 cái bộ kinh: Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, Tiểu Bộ. Thì trong những cái bộ kinh đó thì không có kinh nào tên là kinh Bát Nhã. Thì những kinh Bát Nhã thì thuộc vào kinh hệ Phát Triển. Kinh hệ Phát Triển là thuộc vào một trong những cái bộ kinh rất là lớn. Nhưng cô đọng lại có bài Bát Nhã Tâm Kinh nhưng mà các chùa hay tụng đọc ấy. Thì đấy là thuộc về kinh Phát Triển, kinh Pháp Hoa Hoa Nghiêm, kinh Di Đà Dược Sư hay là kinh Bát Nhã Niết Bàn thì đều là những kinh phát triển, phát sinh sau Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm thì mới có những hệ kinh phát triển đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi số 2 từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Dạ, con thưa sư, trong các bộ kinh, kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, kinh Mi Tiên Vấn Đáp, kinh A Di Đà thì bộ kinh nào thuộc kinh Nguyên Thủy?
Bộ kinh nào thuộc kinh Đại Thừa? Sự phân loại dựa vào yếu tố nào ạ? Kính xin sư giảng giải ạ. Những cái kinh trong kinh đấy, Mi Tiêm Vấn Đát thì đặt tên là kinh thôi, nhưng mà đây là một cái sự vấn đáp của một vị tỳ kheo với một vị vua Minandà. Thì trong cái bài kinh đấy cũng nói rõ ràng là lúc ấy Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, và đó chỉ là những cái câu hỏi và trả lời giữa một vị tỳ kheo sau thời Đức Phật mấy trăm năm và một vị vua đấy thôi. Thì nhưng mà vì cái sự vấn đáp đó hay quá, cho nên người ta đặt tên là Kinh Mi Tiêm Vấn Đáp. Nhưng cái đó chỉ là một bộ luận, một cái bộ sách thường kỳ, chứ không phải nằm ở trong chánh tạng, không phải nằm ở trong tạng kinh. Và cái cuốn Mi Tiêm Vấn Đáp đó thì có ở trong hệ kinh Phật giáo Nguyên Thủy, có được lưu truyền, có được học hỏi ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Những tư tưởng ở trong đó đều mang cái tư tưởng chính thống. Còn những cái kinh trước đó thì đều là những kinh điển phát triển về sau này, thì chỉ có căn cứ vào cái lịch sử truyền bá, kinh lịch sử truyền bá thì mình mới hiểu ra được những kinh nào là kinh nguyên thủy, kinh nào kinh phát triển. Rồi khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng sau thì có cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất do tôn giả Kassapa tướng khởi, thì lúc đấy có 500 vị A-la-hán kết tập cái đại tạng kinh. Thì lúc đấy có 5 bộ kinh đó: Thượng bộ, Trung bộ, Tăng chi bộ, Tiểu bộ, Tương ưng bộ. Đó lúc ấy chưa hề có kinh phát triển. 100 năm sau thì có cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai. Cũng vậy, thì lúc đấy cũng chưa có kinh phát triển. Rồi 200 năm sau, 300 năm sau có cái lần kết tập kinh điển lần thứ ba. Cũng vậy, rồi lần kết tập kinh điển lần thứ tư, cách đó 300-400 năm sau là ở tại Tích Nan. Cũng thế, lúc đấy vẫn chưa có kinh phát triển. Thì có 4 lần kết tập kinh điển ở trong quá khứ, và cách Phật là 300 năm, thì lúc đấy vẫn chưa có kinh phát triển. Và sau này mới mon men khoảng 300-400 năm, 500 năm sau thì có cái hệ tư tưởng Đại Thừa bắt đầu xuất hiện từ một vị tỳ kheo là Đại Điên. Có một cái bài kệ là chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Nên là ý muốn nói rằng tất cả các pháp đều là rỗng không. Thì lúc đấy cái tư tưởng nó cũng chưa, nó gọi là mon men cái tánh không. Rồi sau đó thì đến cái thế hệ tiếp theo là các cái vị sư Long Thọ Thế Thân vô trước. Thế Thân là cách Phật Niết Bàn lúc đấy là tầm 400-500 năm rồi. Thì lúc đấy những cái bộ luận rất là nổi tiếng, còn lưu truyền đến thời bây giờ như là Trung Quán Luận. Thì là cái bộ luận của của vị sư Long Thọ đó, nên là cái sở khởi xướng lên cho cái tánh không cao nhất. Thì cái tánh không thì sau này bên hệ phát triển, tức là lấy từ cái tính vô ngã, mà cái tính vô ngã là cái cao nhất ở trong cái pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Và rồi phát triển cái tánh cao nhất đấy, nên là gọi là tánh không. Tánh không thì tất cả cái hệ kinh Bát Nhã đều chú trọng nói về cái tánh không, tất cả cái gì cũng là rỗng không. Thì kể từ đấy bắt đầu mới phát triển nên cái hệ tư tưởng, là phát triển hệ tư tưởng phát triển thì luôn luôn lấy cái tánh không làm cốt yếu. Vậy thì tánh không cũng phát triển nên từ từ những cái giáo lý nền tảng căn bản là từ trong kinh điển Nguyên Thủy. Sau đó thì mới suy luận rộng rãi hơn, phân tích ở cái mức độ rộng lớn hơn, cho nên thành nên cho nên gọi là thành các cái bộ kinh. Ở các cái bộ kinh đấy này hướng đến cái tư tưởng thực hành Bồ Tát đạo, thực hành Bồ Tát đạo và để trở thành Phật Thánh Đẳng Giác ở trong tương lai. Thì đấy được gọi là những cái kinh Đại Thừa phát triển về sau đều hướng đến cái mục tiêu là tu để thành Phật Thánh Đẳng Giác, thì thực hành những cái con đường Bồ Tát đạo. Thì đấy là phải học cái lịch sử phát triển của Phật giáo. Quá trình mà học về lịch sử phát triển của Phật giáo thì có nghiên cứu, có học hỏi, thì chỉ có những cái nhà mà có nghiên cứu một cách nghiêm túc, có học hỏi cái lịch sử truyền thừa một cách có hệ thống, có nghiêm túc, nhất là những cái ai được đi học ở các cái trường quốc tế, các cái trường Phật học quốc tế, thì sẽ hiểu rõ về cái lịch sử truyền thừa, lịch sử truyền bá, cũng như cái sự phát triển của đạo Phật thành các cái hệ phái, thành các cái tông phái khác nhau, thì mới hiểu rõ được là cái bộ kinh này xuất hiện sau khi Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm, bộ kinh kia xuất hiện sau khi Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm.
Thì cái bộ kinh nào cũng đều có lịch sử hết, không có bộ kinh nào là không có lịch sử truyền thừa. Còn tất cả những cái năm bộ kinh Nikaya thì chính xác là xuất hiện trong 45 năm Đức Phật thuyết pháp. Còn những cái kinh Đại thừa là xuất hiện sau, bắt đầu mon men từ 300 năm đến 400 năm, 500, 6, 7, 8, 900 năm sau. Thì mới xây dựng nên hoàn thiện những cái bộ kinh Đại thừa phát triển về sau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Dạ, con thưa sư, kinh Vu Lam Bồn ra đời dựa trên câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên nhờ thần lực của tăng chúng để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ đau khổ do ác nghiệp của bà gây nên, và điều này được áp dụng để con cái làm trai đàn cứu vớt cho cha mẹ mình như một sự báo hiếu. Con muốn hỏi, nghiệp do bà mẹ Ngài Mục Kiền Liên gây ra, bà phải tự chịu nhưng lại có thể nhờ vào chư tăng để cứu độ cho bà. Điều này có trái với luật nhân quả không? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thì theo đúng cái pháp chính thống thì một cái người có chỉ siêu độ được cho một cái chúng sinh sinh làm ngã quỷ. Thế là nếu như chúng sinh đấy sinh làm ngã quỷ thì có thể cúng dường lên Tam Bảo, phải mang cái công đức cúng dường hồi hướng cho ngã quỷ đấy hoan hỷ với cái phước lành đó, có thể được siêu thoát khỏi cái ngã quỷ. Nhưng cũng phải là vào cái thời cơ, cái thời điểm mà cái cận tử nghiệp của vị đó đã đến, tức là vị đó đã tận cái nghiệp đó và chuẩn bị tái sanh sang một kiếp mới, thì nhờ cái tâm tục sinh đi tái sanh đấy bắt vào cái thiện nghiệp, xa thú hoan hỷ với những cái thiện nghiệp của người thân đã làm, cho nên mới sinh về cõi này. Còn nếu một chúng sinh đọa xuống địa ngục rồi thì Phật không cứu được, không có thánh nhân nào xuống địa ngục mà nuôi lên được, nên đã vào địa ngục thì chờ cho khi nào hết nghiệp thì ra. Không có ta không có thể độ được một chúng sinh ở địa ngục, cũng như là một chúng sinh sinh làm súc sinh mình cũng chả độ được, sinh này làm người thì cũng không, mà thì cũng đi theo nghiệp của mình thôi. Còn những cái câu chuyện, những kinh phát triển về sau thì có nhiều cái tình tiết, có nhiều những cái câu chuyện đó là do những cái người viết ra hiểu như vậy, những người đấy người ta có hiểu như vậy người ta sẽ viết ra như vậy, thì mọi người cũng sẽ hiểu theo như vậy thôi. Còn lịch sử của Ngài Mục Kiền Liên mà trong kinh Nikaya thì không có nói đến cái chuyện mà ngài có mẹ là Thanh Đề, không có cái chuyện là mẹ của ngài cho chư tăng ăn thịt chó, không có cái chuyện là đọa xuống địa ngục và Tỳ, không có cái chuyện là chui xuống địa ngục để rước mẹ lên, không có những cái chuyện đó ở trong kinh Nguyên Thủy, thì không có, không nói gì đến cái thân bằng quyến thuộc của Ngài Mục Kiền Liên. Miễn là khi Ngài Mục Kiền Liên chết với cái nghiệp là bất thiện là do trước kia ngài đã giết cha mẹ, cho nên là cái nghiệp đấy rồi nó trổ quả khiến cho ngoại đạo bị đánh, ngài bị đánh bởi ngoại đạo tan xương nát thịt, đấy là cái nghiệp bất hiếu mà ngài đã tạo ở cách đó 100.000 đại kiếp, và bây giờ nó cho quả, cho nên là kiếp này ngài bị chết đánh. Thì ngày xưa ngài cũng dùng gậy ngài đánh cha mẹ như thế mà, lúc cái cha mẹ mù lòa mà, nên là lấy được cái cô vợ có ác ý. Cái sai là cha mẹ già rồi giờ nuôi sao được, ông bà ăn hại anh đem ra kia anh đập chết đi. Thế là người này si mê cô vợ, đưa cha mẹ ra đường lấy gậy đập đánh cho cha mẹ chết. Vì cái quả báo đấy cho nên cái kiếp này mặc dù ngài đã chứng A-la-hán rồi, ngài vẫn bị đánh chết, ngài vẫn bị ngoại đạo dùng gậy đánh cho chết. Thì đấy là cái ác nghiệp của ngài. Thì trong kinh Nikaya chỉ nói đến vậy thôi, chứ không nói đến chuyện là ngài xuống địa ngục để cứu mẹ. Những cái mẩu chuyện phát sinh về sau này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một vị thọ trì hạnh đầu đà có giúp tăng trưởng định tuệ và ba la mật nhiều hơn một người bình thường không ạ? Hay chỉ giúp vị ấy đoạn trừ các triền cái thôi ạ? Thực hành hạnh đầu đà thì để diệt trừ tâm tham. Người nào có tâm tham mạnh thì hãy hành cái hạnh đầu đà, mặc y phấn tảo để nó không tham, với cái mặc các cái y áo đẹp, ăn trong bát để không tham ăn, ngủ dưới gốc cây để không tham chỗ ở, ngủ ngồi để không tham hưởng dục. Thì tất cả các hạnh đầu đà đều đối trị với tâm tham hết, nhưng nó phù hợp với một số người và nó không phù hợp với một số người. Có những người cái tâm tham người ta không mạnh, nhưng mà khi người ta tu hạnh đầu đà thì cái định phát triển, nhưng cũng có người khi tu hạnh đầu đà định nó không phát triển, bởi vì cái mức độ tu khổ hạnh đấy có thể khiến cho một số người bị đuối sức và không theo được, như cái hạnh ngủ ngồi có người rèn luyện không ngủ được, mà không ngủ thì không có cứ sức hoài thì mất sức, sau này không hành thiền được, mất hết cả thiền chứng.
Vậy cái hạnh Đầu Đà là một cái hạnh rất là cao thượng, đó là để thể hiện một cái đời sống tri túc thiểu dục. Nếu như người nào phù hợp được pháp đấy, thực hành được pháp đấy, người đấy sẽ đạt đến cái năng lực thiền định rất thâm sâu. Cái người nào mà thực hành được cái pháp đấy sẽ có được một cái công đức lớn, có được một cái oai lực lớn, có được cái thần lực lớn, có được cái thiền lực rất lớn. Nhưng mà có những người vì cái thể chất yếu đuối, vì cái ba la mật yếu không thực hành được pháp đấy, thì khi thực hành pháp đấy bị mất định, bị toán loạn, thì cái vị đó không nên thực hành. Còn có những vị thực hành cái pháp đấy thấy nó tăng trưởng giới định tuệ thì vị đấy nên thực hành. Nên thực hành đấy là cái pháp nên thực hành chứ không bắt buộc. Nên là có một số người thực hành tăng trưởng giới định tuệ, nhưng cũng có một số người thì khi thực hành sẽ không tăng trưởng mà lại bị suy yếu đi. Vậy cho nên là cái pháp đấy tùy ai thực hành được thì thực hành, ai không thực hành được thì thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, khi con gặp một tình huống, một chú mèo đã bắt được một chú chuột và đang ngậm chú chuột trong mồm, con đã ngăn cản chú chuột, đã chạy thoát. Nhưng sau đó con lại có sự suy tư rằng nếu xét theo nhân quả thì lẽ ra con chuột đó đã phải chết. Nhưng con đã xen vào việc, vậy việc con làm có gây thù oán với chú mèo và xen vào nhân quả không ạ? Xin sư từ bi chỉ dạy ạ. Nếu như mà lúc đấy mình cứu được thì mình phải cứu. Như là có một cái tên cướp nó đang săn một cái người hay một cái con vật gì đó, hay tên thợ săn đang săn một con vật gì đó, mà lúc đấy con vật đó còn sống mà nó nằm trong tầm tay mình có thể cứu được thì mình cứ cứu với cái lòng từ bi của mình. Còn cái tâm của mình không quán được nhân quả của nó đã tận số hay chưa, chỉ có Đức Phật mới mới biết được rằng là cái nghiệp con này nó đã trổ, ngày hôm nay kiểu gì nó cũng chết, thì không can thiệp vào nhân quả. Nhưng còn mình không có cái tuệ đó, mình không thấy được, cho nên là mình thấy chết thì phải cứu. Cứu rồi nó có bị oan trái mai mốt thì nó có xử lại mình thì mình cũng phải chấp nhận, vì cái cứu thì nó có phước. Còn mình tạo ra cái oan trái thì sau này mình ăn cướp cái miếng ăn của người khác thì sau này cái quả báo ấy mình chịu sau. Nên là đôi khi mình phải chấp nhận như thế, mình làm một việc phước này đôi khi nó tạo ra tí tội, nhưng mà vì mình vẫn phải làm. Cũng giống như là một người đi xuất gia bỏ lại cha mẹ già ở nhà, thì với một người khác người ta sẽ nói đây là người bất hiếu, nhưng mà cũng có người thì người ta nói đây là đại hiếu. Như vậy có những, nếu như là mình thấy cái chúng sinh này nó giết chúng sinh kia, mình mà không cứu thì lại là tội, thì cũng có tội mà mình cứu cũng có tội. Tình huống đấy đã diễn ra như vậy thì mình phải chọn một trong hai mà thôi. Lúc đấy mình không cứu cũng tội, cứu cũng tội, nhưng mà cái cứu thì tội nhẹ hơn, phước lớn hơn. Còn không cứu thì chẳng có tí phước nào, mà thuần là tội. Dạ con thưa sư ạ, còn một câu hỏi cuối cùng trong buổi hôm nay, con xin phép được đọc lên ạ. Dạ con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ. Theo con thấy tâm xả và sự vô tâm rất dễ nhầm lẫn. Con hay thầm niệm rằng chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nhưng con rất sợ rằng sẽ thành vô tâm khi không giúp ai đó khi đang khó khăn. Xin sư chỉ dạy cho con được rõ để phân biệt tâm xả và sự vô tâm ạ. Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Cái tâm xả nó chỉ thành tựu khi mình đã có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đi trước thì mới có tâm xả đi sau. Thì cũng có lúc mình phải chú ở tâm từ mong cho chúng sinh an vui, có lúc mình chú ở tâm bi mong chúng sinh thoát khổ đau, có lúc mình chú ở tâm hỷ mong cho chúng sinh được thành công viên mãn, có lúc mình chú ở tâm xả là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì bốn cái tâm đấy mình cần phải hành thuần thục ba cái tâm trước, từ bi hỷ phải hành trước rồi sau đó mới hành đến tâm xả sau. Cho nên là bốn cái tâm đấy nó sẽ khởi lên luôn phiên tùy từng lúc, từng nơi, từng người, từng cái tác ý của mình. Nên mà có cái tâm xả thì nó cũng có cái hay là nó có cái trí tuệ biết được cái nhân quả. Khi cái trí tuệ nó biết được nhân quả thì nó thấy rất là thâm sâu, nó thấy rất là sâu sắc, nó còn sâu sắc hơn cả tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Cái đó là cái trí tuệ nó quán. Và cái tuệ đấy nó chỉ có mang đến cái giá trị cao thượng chứ nó không mang đến cái sự vô tâm lạnh lùng. Thì vô tâm ấy là khi mình nhìn thấy ai mình ngoảnh mặt đi, mình không thèm quan tâm, không cần suy xét người đó là chủ nhân của nghiệp hay là thừa tự của nghiệp, mình chỉ muốn tránh đi, mình không muốn tiếp xúc, mình không muốn nhìn, mình không muốn ngó, mình không có muốn quan sát gì, thì cái đấy mới là vô tâm. Còn mình nhìn thấy ai mình cũng quan sát người đó, mình muốn tìm hiểu rõ về người đó thì cái đấy không phải là vô tâm nữa, trong tâm mình đang hiểu rõ thấu rõ người ta.
thì đâu có phải là vô tâm đâu. Cho nên cái pháp tâm xả đấy không phải là vô tâm, mà cái pháp đấy là cái pháp tuệ chi, cái pháp đấy là cái pháp mà tôi mà hiểu, thấu hiểu, đấy mới gọi là thấu hiểu, chứ không phải là hiểu mà thương, mà là hiểu mà xả. Còn không hiểu mới thương, này càng hiểu thì càng xả. Dạ, con kính bạch sư đã hết tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Người hồi hướng. Idame bunyam asawakazam mahamodu idame bunyam nibbanasa bachajo odu mama punya bagam sabasathanam pachemi tesabe medamam punya pagam napandu sadu sadu sadu.